Hai đồng lúc chào cả nhà nha. Thì hôm nay mình cũng có được mớ rắn này để mình nấu cháo đu đủ nha cả nhà. Đó, mình lấy xuống mình để sẵn trong quay cho review, mở qua miệng bao cho nó dễ review cho cả nhà xem nè. Chung là trong này có một con hoa long thừa với lại hai con rắn nước, nhưng mà có một con thì nó rất rất là dữ, rất là nhóm 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 mỏ lên đây nè. Đó, mình hé hé ra mình có một tay ấy đó, 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 chờ chờ nó mới nói là nó ra cái đầu lên tới đây nè. Nằm xuống dùng cố đó, cái này xem đó, thấy chưa? Thấy chưa? Nói chung mấy bộ đó nhiều lắm, mấy bộ đó cả khúc bao lận chung cỡ 4-5 kg gì lận, nhưng mà mình lấy cái 1 ký mấy 2 ký á. Với lại mình bắt mình chiên mình ăn mới nữa, bữa đó mình nhậu mình bắt con 2 con nữa. Bữa đó cái máy của mình bầm làm cái đùm á. Rồi thì giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành làm và ăn review cho cả nhà xem này. Đó thì nấu cháo đu đủ thì mình tất nhiên là mình sẽ có chuẩn bị đu đủ đó, cái đu đủ này thì mình thấy cái vỏ ngoài nó rất là xanh, nhưng mà khi mình chẻ ra thì ở trong nó lại hơi vàng vàng, nhưng mà nó còn cứng nữa nha. Đó. Rồi đây là đậu xanh. Đó. Hôm nay mình sẽ nấu cháo đu đủ đậu xanh. Đó. Còn cái con rắn thì một lát nữa mình sẽ chừa một mớ. Đó. Chừa một mớ lại để mình xé cái vớt ra một mớ để mình xé cái rau răm này. Đó. Cái đậu phộng. Đó. Mình sẽ bóp gỏi luôn. Rồi thì giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành làm. Nãy giờ mình cũng đã làm xong rồi đây. Đó. Rắn mình cắt khúc ra như thế này. Đó, con rắn con thừa này. Nó tầm khoảng nửa ký à, nhưng mà nó cũng thịt rất là nhiều. Đó, hai rắn nước một mớ mình cắt khúc ra, một mớ cũng mình cũng cắt khúc như thế này để lát mình có thịt ra, để mình xé thịt ra mình bóp với rau răm. Đó, còn hai, ba cái bộ lòng quá ngon ngay cái này, cực kỳ béo luôn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu ngay nha. Bây giờ mình cũng bắt được cái đầu nước lên. Đó, mình sẽ cho cái đậu xanh vô để mình nấu cho nó cứ già đậu xanh nó nở ra quá chừng luôn, nãy không tới 1 tuần bây giờ nó nở ra quá chừng luôn đó. Cho cái đậu xanh vô mình nấu cho nó mềm nha nha. Rồi mình chuyển qua mình sẽ đi xào rắn. Rắn mình xào với dầu, mình sẽ đổ vô cháo luôn. Rồi mình sẽ cho dầu vô cháo rồi. Bây giờ mình sẽ đổ rắn vô để mình xào kèo nó. Kèo cho nó săn lại thân lên ra. Cái xào này mình ấy nhỏ nhỏ này mình đem vô bếp ra. Mình nấu cái nào hơi nhiều nhiều quá mình sẽ nấu một ít củi. Cái khúc rắn long thừa này cực kỳ bự luôn. Long thừa này mà cỡ một con 1 ký thì cực kỳ nhiều luôn. Rồi mình sẽ đây chờ rắn mình đổ lại lần nữa nó sẽ săn lại. Đợi cái đậu xanh nó mềm cái mình sẽ đem rắn ra mình sẽ đổ vô luôn. Nói chung là mình nấu đơn giản nha cả nhà. Rồi nhưng mà cái đậu xanh mình nó cũng vừa nở rồi, mình sẽ đổ cái phần rắn mình khèo vô này. Chà, chúng nó có một tay mình sẽ lắc lắc cho nó trơn trơn đổ dễ. Úi dạ, ý dạ 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 đó. Rồi như thế này thì mình đảo đảo lên, như thế này mình đảo đảo lên đó. Rồi mình sẽ để cho rắn nó chín luôn nha. Đó. Để cho rắn nó gần chín đi rồi mình mới bỏ cái phần đu đủ vô. Đây họ chung mà cái đậu xanh nó nấu được màu vàng vàng. Đó. Bây giờ đậu xanh nở với nó nở cũng hơi lên luôn. Mình sẽ bỏ cái đu đủ vô, rắn nó chín luôn nha. Mình đổ đu đủ vô cái mình tí xíu mình vớt cái rắn ra để mình xé. Mình thì mình
làm mà mình ăn á, thì mình ăn để luôn cái vỏ đủ rồi cả nhà. Để luôn cái vỏ như thế này. Chung là một khi mình ăn á, cái vỏ nó hơi cũng hơi 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 nhẵn nhẵn cũng ngon lắm. Nhưng mà cũng tùy theo loại, cũng tùy theo cái trái. Có trái thì nó không không nhẵn, cũng rất là ngon. Rồi mình để cho nó sâu tí xíu nữa, cái mình vớt rắn ra. Rồi rắn đã chín rồi nghe nè, mình sẽ vớt ra. Tất nhiên là mình vớt ba cái đùm lòng trước đi. cực kỳ ngon nghe nè. Cái đùm lòng nào mà bự bự thì mình sẽ không thể nào bỏ qua được nha cả nhà. Rắn nè, đó, cả nhà thấy ngon không? Còn đây đùm nữa. Dạ dạ, quá đã luôn. Thì dứt dứt ra để mình xé xé phai nó. Xé ra. Rồi để mình dứt ra mình xé ra nghe các bạn cái nè. Rồi đây nãy giờ mình thủ thủ mình xé ra nè cả nhà. Đó. cái thịt rắn mình xé ra nó có cái sợi sợi như thế này, với lại cái lớp da nè. Đó, cực kỳ ngon nè. Rau răm mình cũng xé là sẵn bên đây luôn. Đó, bây giờ hai cái mình sẽ trộn lại với nhau. Úi trời ơi. Nhức nát nè cả nhà. Nhức nát. Đó. Chung là bao nhiêu con đó thôi, nhưng mà mình lấy ra chỉ có được nhiêu đây thịt thôi. Đó. Nhưng mà nhiêu đây thì cỡ 3-4 người thì say xỉn luôn. Đây, mình bỏ muối ớt vô. Đó, mình thì mình chỉ ốp như thế này thôi. Chỉ làm như thế thôi. Rồi, xong. Mình sẽ trộn lên. Quá thèm rồi này. Chung là mình làm cái này nó rất lâu. Lúc nào nấu nấu cháo rồi lúc nào màng rắn. Xong rồi phải xé phai nữa. Phải xé là sợi. Đó. Cực kỳ ngon luôn. Rồi nhà ra, nói chung cái nồi cháo mình im luôn rồi. Giờ đợi tí xíu nữa mình sẽ múc lên tô, lên dĩa review cho lên bàn, lên mâm review cho cả nhà xem. Đó. Quá đã luôn cả nhà ơi. Rồi, nãy giờ mình cũng đã làm xong rồi. Đây, mình cũng rắc đậu phộng lên đây luôn nè. Chung là mình lúc nãy mình niêm đại đó, chứ mình cũng không biết là nó đã vừa chưa. Nếu như mà mặn thì thôi, còn lạt lạt thì mình sẽ bỏ muối ớt vô thêm. Dạ dạ, có cái đậu phộng ở đây nè, cực kỳ ngon. Cả nhà luôn, cả nhà ăn rắn với mình. Nấu cháo đu đủ. Cái miếng đu đủ mình nó vừa chín tới luôn nè. Nó trong cái vỏ nó trong như thế này thì nó là chín. Quá đã. Cái này mình nấu giùm đặc biệt đậu xanh với đu đủ không? Đó, không mình không có bỏ gạo. Quá đã. Cái đu đủ nó nóng nó tâm ruột ạ. À. Đây. Ý, mình còn ba cái bầu bấu ở trong đây nè. Ba cái bầu lòng. Đó, đây. Mà cái nhà luôn nè. Đây, cái nhà xem cái lòng mình. Ồ cái thịt rắn mình. Nó rất là dai nha nha. Mình xé rau răm cho nhiều vô. Cái rắn này nè, với lại cái thịt chuột á, mình cứ bỏ rau răm cho nhiều vô. Trong cháo này nè, mình cũng có bỏ rau răm trong đây nè. Nói chung là cái
con rắn với con chuột á, cái vị tanh của nó rất là mạnh. Là mình bỏ rau răm cho nhiều nhiều vô. Mình ăn nó cực kỳ ngon. Đây cũng cắn miếng mình không 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 cắn được khoảng một. Cắn một phát thì nó sẽ không nổi. Lúc nãy mình nhờ dứt ra, nhưng mà còn cái cục nó nằm sát mình cả đáy xong mình không thấy. Còn một phút. Quá đã. Cái này mà tại mình mưa mưa mình nấu cơm thơm như thế này thì nó sẽ cực kỳ ngon. Bây giờ mình phải thử ba cái bộ bóng mình này. Đây nói chung là lòng miếng cái đùm đắng này bắt lòng thì nó cực kỳ ngon. Bắt lòng mình lửa muối là hoàng ngay nè, cái chả luôn đây mà nhau nè. Ngon lắm. Cái tôi chuẩn bị muối rồi, chuẩn bị thêm muối rồi nè. Đây cái đầm này là có nguyên cái mặt, chung là mình làm cho nó khéo khéo, đừng có đụng mạnh vào cái mặt này. Đó. Cái mặt này nó bể là sẽ không ngon. Đây. Mà cả nhà luôn nha. Kẹp đậu phộng luôn. Thêm một miếng ớt nữa. Cái gan nó cực kỳ thơm. Cái gan rắn nó cũng nó rất là thơm như thế nào. Cái cục bùi đủ nằm dưới nóng quá. Cái cháo này thì nó bớt nóng rồi, nó đỡ nóng rồi, nhưng mà cái cục này thì vẫn còn nóng. Quá phê luôn. Nói chung là cái dĩa này mình ăn ba cái bao lòng thì là hết bài luôn.
thịt hắn nó cực hạt giống ớt luôn. Mình xé thịt rắn không? Nó có sợi như thế này. Cái thịt nó dai, quá ngon. Cái này lúc nãy mình xé, cái này bỏ ngược rồi. Bỏ ngược để lên mình mắp. Nói chung là cái dàn dưới nó vẫn còn thịt nhiều lắm. Mình bỏ đi thì rất là ổn. Hết bài luôn cả nhà. Ủa, cái này còn hai họng nữa. Một họng thì không hết, mình sẽ bỏ cái để cái phần gan lại. Hết luôn. Ây da, đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi vô mặt. Đổ mồ hôi vô mắt hay quá. Quá đã. Nãy giờ mới hết cái khúc chua. Bây giờ ngồi lại chút chưa. Không còn nắm những đồng nữa. Còn miếng đủ nó ăn hết luôn.
Quá no luôn. Cái khúc lúc nãy sót lại nè. Đây, mời cả nhà luôn nha. Trước cái luôn. Cái loại sợi như thế này. Quá đã. Cái con rắn đông thường nè, nó càng bự cái thịt nó càng nhiều. Không, mình sẽ ăn như thế này. Mình đang thấy cái mình cắn luôn cái này thì nó nhai nó mỏi răng lắm. Mình nấu một cái đậu xanh không? Nếu mà mình nấu hơi ít nước á thì cái cháo sẽ nhuyễn mất luôn. Điều kiểu của em. Đây nè, cái dao nè. Cái dao này, cái dao ăn nước. Cái giòn. Đây, vừa da vừa thịt. Cái dừa da dừa thịt mình ăn một miếng nữa mình kết thúc video rồi. Đây là một cái dừa da dừa thịt rồi, mình làm một đũa nữa mình kết thúc video. À, cả nhà thấy cực kỳ ngon nha, mời cả nhà luôn. Bỏ cái lọc phòng mình đâm cho nó đẹp rồi, mình bỏ luôn, nó dính đúng không, mình ăn rất là thơm. Rồi, xong. Quá được luôn à. Đây là xem cái dĩa cổ rắn mình nè. Cái thịt của nó là nó trắng trắng. Thật ra cả nhà thấy nó hơi ít thịt nha. Chứ thật sự ra đây là cái đầu lòng ít hơn cái thịt. Đó. Đó, cả nhà xem nè. Không. Thôi thì hôm nay mình có được mớ rắn. Mình nấu cháo
đu đủ với đậu xanh. Rồi thì chúc rồi thì hai trung blog cũng rồi thì cả nhà, rồi thì cả nhà xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh hai trung blog của mình để mình có động lực làm nhiều những clip nữa cho cả nhà xem. Giờ thì hai trung blog xin chào cả nhà và hẹn cả nhà lại những clip tiếp theo. Bye bye.